Vâng, thì đối với đậu mùa thông thường thì thật ra đây là một bệnh đã thanh toán trên toàn thế giới từ năm 1979 nên chúng ta sẽ rất là hiếm gặp hiện nay. Tuy nhiên thì có một cái bệnh vẫn đang còn lưu hành và triệu chứng nó tương tự, đó là bệnh thủy đậu. Thì bác sĩ Minh hôm nay cũng chia sẻ cho mọi người phân biệt luôn cả đậu mùa khỉ, đậu mùa và cả bệnh thủy đậu. Thì cả ba bệnh này đều có một đặc điểm chung, đây là đều là những bệnh truyền nhiễm cấp tính và do virus gây ra. Về đường lây truyền của ba bệnh này thì giống nhau, thứ nhất là qua những giọt bắn đường hô hấp, thứ hai là tiếp xúc những dịch tiết trên da của bệnh nhân, và thứ ba là có thể tiếp xúc gián tiếp với những đồ vật của những bệnh nhân bị lây nhiễm. Về diễn tiến bệnh thì cũng tương tự như nhau, thì cũng có giai đoạn là ủ bệnh này, giai đoạn khởi phát, giai đoạn toàn phát và sau đó thì sẽ là phục hồi. Những cái tổn thương trên da của bệnh nhân cũng khá tương tự nhau, đầu tiên là những cái giác sẩn, sau đó là những cái mụn nước, mụn mủ, nó sẽ đóng mài trở lại, sau đó thì nó sẽ bong cái mài ra. Vậy thì sự khác biệt của ba bệnh là như thế nào? Đối với đậu mùa khỉ, đây là một bệnh diễn tiến chậm. Ban đầu thì bệnh nhân có thể sốt và đặc biệt là có nổi hạch toàn thân. Bệnh nhân, những cái nổi hạch của bệnh nhân đối với bệnh đậu mùa khỉ thì bệnh nhân có những cái mụn nước, mụn mủ ở trên bề mặt da, đầu tiên có thể là lòng bàn tay, lòng bàn chân, sau đó thì toàn thân và có cả ở những cái niêm mạc mắt, miệng hoặc là hậu môn, cơ quan sinh dục. Bệnh thì diễn tiến sẽ là chậm và đặc biệt có thì những cái tổn thương của những cái sẹo nó sẽ to hơn, những cái mụn nước, mụn mủ nó cũng sẽ to hơn so với thủy đậu hoặc là bệnh đậu mùa. Đặc biệt là trong những trường hợp này thì bệnh nhân có thể sốt và nổi hạch toàn thân nữa. Đối với bệnh đậu mùa thì chúng ta thấy là ban đầu có thể là nổ những cái mụn nước ở lòng bàn tay nè, lòng bàn chân, sau đó thì sẽ đậu mùa. Đối với bệnh đậu mùa thì những cái mụn nước, mụn mủ này có thể là khởi phát là có thể là ở bàn tay, cẳng tay và sau đó thì sẽ lan ra toàn thân. Bệnh nhân sẽ có những cái dấu hiệu sốt nè, có thể là tiêu chảy nè, diễn tiến bệnh thì sẽ là nhanh hơn so với lại bệnh đậu mùa khỉ. Đối với bệnh thủy đậu, đây là bệnh mà thường gặp, chúng ta sẽ thường gặp ở trẻ nhỏ hoặc là những người mà có tình trạng là chưa có miễn dịch với là thủy đậu, chưa được tiêm vaccine. Những cái nốt thủy đậu thì nó sẽ nhỏ hơn so với lại bệnh đậu mùa khỉ, diễn tiến bệnh cũng nhanh hơn. Ban đầu có thể nổi ở mặt, toàn thân. Những cái nốt mụn nước này thì có nhiều độ tuổi khác nhau, có nghĩa là nó không có xuất hiện cùng một lúc, có thể từ từ những cái mụn nước này nó sẽ lan dần ra toàn người và bệnh nhân có thể là sốt và tiêu chảy nữa. Hiện nay đa số bệnh đậu mùa khỉ thì cái triệu chứng nó sẽ nhẹ, diễn biến của bệnh là khoảng kéo dài khoảng từ 2 đến 4 tuần. Tuy nhiên rõ ràng vẫn có những cái trường hợp có những cái biến chứng nguy hiểm của bệnh. Đầu tiên là nếu mà bạn có tiếp xúc trực tiếp với là những người đã bị bệnh đậu mùa khỉ và có được xác nhận là bệnh, hoặc là bạn có di chuyển đến những vùng khu vực mà cái vùng dịch tễ của đậu mùa khỉ, thì chúng ta nên lưu ý là nếu mà mình có những cái triệu chứng như là sốt nè, ớn lạnh nè, đau họng, đau lưng, phát ban, hoặc là có thể là mình sưng hạch chẳng hạn, thì ngay lập tức thì thứ nhất là mình phải là tự cách ly, tránh xa với những tiếp xúc với những người xung quanh, đặc biệt là mình không có quan hệ tình dục, tránh cái việc tiếp xúc mà da kề da, tại vì có thể lây nhiễm cho người khác. Tránh tiếp xúc đặc biệt đối với những nhóm như là người già nè, trẻ em nè, phụ nữ đang mang thai. Bạn nên tự cách ly ở trong nhà, chờ cơ quan y tế có thể là xét nghiệm, kiểm tra để có thể là cách ly phù hợp. Và đồng thời thì bạn không có nên sử dụng tất cả những vật dụng chung gì ở trong gia đình, đồ dùng cá nhân cũng phải dùng sử dụng riêng trong khoảng thời gian này. Như chúng ta biết là đường lây truyền của đậu mùa khỉ là qua tiếp xúc những giọt bắn của đường hô hấp, qua tiếp xúc trực tiếp với lại những cái tổn thương da của bệnh nhân, và thậm chí là từ lúc bệnh nhân khởi phát bệnh cho đến khi là những cái nốt mụn mủ sưng nó đã đóng mài rồi, đóng vảy, thì nguy cơ lây nhiễm vẫn còn có. Và một cái nữa là do tiếp xúc với lại những cái vật dụng mà bệnh nhân sử dụng thì có thể lây nhiễm. Vậy thì rõ ràng nếu mà chúng ta có quan hệ tình dục thì là những tiếp xúc gần da kề da thì chúng ta có thể lây nhiễm. Và trong những cái đợt đậu mùa khỉ năm 2022 thì ta thấy rằng tỷ lệ thường nhiễm là ở nam giới, đặc biệt là quan hệ tình dục đồng giới. Tuy nhiên điều đó không có đồng nghĩa rằng chắc chắn bệnh này chỉ lây lan qua đường tình dục. Những nghiên cứu đánh giá về việc virus đậu mùa khỉ có trong tinh dịch hoặc là những dịch tiết đường sinh dục hay không vẫn còn đang tiếp tục đánh giá. Chúng ta vẫn nên đeo khẩu trang, là sử dụng những biện pháp phòng hộ nè, hạn chế tiếp xúc với những người đã được chẩn đoán là bệnh đậu mùa khỉ, cũng như là chúng ta đi lưu hành qua những cái vùng có dịch tễ của bệnh
bệnh thì chúng ta cũng phải có những biện pháp bảo vệ. Tiên là chắc chắn bạn phải tìm hiểu những thông tin y tế cập nhật về cái vùng dịch tễ mà đang có lưu hành bệnh đậu mùa khỉ. Nếu một lý do chắc chắn là chúng ta phải di chuyển thì chúng ta phải có những biện pháp bảo vệ. Ví dụ như là chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang nè, có những cái biện pháp phòng hộ nè, chúng ta sẽ thường xuyên rửa tay nè, đặc biệt là chúng ta nếu có những cái triệu chứng nghi ngờ, ví dụ như là sốt, ớn lạnh nè, đau họng, đau lưng, phát ban hay là chúng ta có sưng hạch thì ngay lập tức chúng ta phải liên lạc với cơ sở y tế địa phương để có thể được cách ly và cũng có biện pháp điều trị kịp thời. Ngoài ra thì hiện nay về mặt vaccine thì đã có 3 loại vaccine được đánh giá là có hiệu quả đối với lại đậu mùa khỉ. Tuy nhiên theo Tổ chức Y tế Thế giới thì đánh giá về nguy cơ, lợi ích cũng như về việc cung ứng vaccine thì hiện nay chưa có khuyến cáo được tiêm rộng rãi vaccine đậu mùa khỉ, và ở Việt Nam hiện nay thì chúng ta cũng chưa có vaccine đậu mùa khỉ. Vậy thì rõ ràng hiện nay trong giai đoạn hiện nay, cách chúng ta bảo vệ bằng cách đeo khẩu trang, hạn chế với tiếp xúc với những người có nguy cơ, hạn chế lưu hành qua vùng dịch bệnh thì chúng ta có thể tăng cường sức đề kháng bằng cách là chúng ta có thể sử dụng những loại vitamin, khoáng chất, nghỉ ngơi hợp lý, cân bằng dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng của mình trong giai đoạn này. Thật ra thì bệnh đậu mùa thì đã được thanh toán ở trên toàn thế giới từ năm 1979 nên hiện nay hiếm khi chúng ta có quan sát được những cái bệnh đậu mùa. Tuy nhiên có một bệnh hiện nay vẫn còn đang lưu hành và có những triệu chứng tương tự đậu mùa khỉ, đó là bệnh thủy đậu. Thì bác sĩ Vân sẽ chia sẻ với mọi người cách phân biệt của cả ba bệnh này. Đặc điểm chung của cả ba bệnh này đều là những bệnh truyền nhiễm cấp tính và do virus. Về diễn tiến của bệnh thì cũng đều có giai đoạn ủ bệnh nè, giai đoạn khởi phát, giai đoạn toàn phát và sau đó bệnh nhân phục hồi. Về những cái tổn thương ở trên da thì chúng ta cũng có những diễn tiến ban đầu sẽ là những cái giác sẩn, sau đó là những mụn nước, mụn mủ, sau đó những cái mụn này nó sẽ đóng vảy lại và sau đó sẽ bong cái mài ra. Về phân biệt triệu chứng khác nhau thì đối với bệnh đậu mùa khỉ thì chúng ta thấy rằng ban đầu bệnh nhân có thể sốt và thậm chí có một số bệnh nhân có sưng hạch. Những cái mụn nước, mụn mủ nó có thể khởi phát đầu tiên ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và thậm chí có thể lan ra toàn thân và có thể có ở cả như niêm mạc, mắt, miệng, hậu môn, nè, cơ quan sinh dục. Diễn tiến của bệnh thường chậm và đặc biệt có thể là để lại sẹo. Những cái vết sẹo đó thì sẽ lớn hơn so với bệnh thủy đậu. Đối với bệnh đậu mùa hiện nay thì chúng ta sẽ ít quan sát thấy, nhưng mà diễn tiến của bệnh thì có xu hướng là sẽ nhanh hơn. Những cái mụn nước, mụn mủ thì có thể xuất hiện ở tay, cẳng tay và sau đó là thân mình. Và đặc biệt thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có thể sốt, có thể tiêu chảy. Đối với lại bệnh thủy đậu thì hiện nay thì thường gặp ở trẻ nhỏ hoặc là những người lớn, đó chúng ta chưa có miễn dịch, chưa được tiêm vaccine. Những cái nước nốt mụn nước, mụn mủ thì có thể là ban đầu ở mặt, sau đó sẽ lan ra thân mình. Bệnh thì sẽ là diễn tiến nhanh và đặc biệt thì bệnh nhân có thể sốt, mệt mỏi. Những cái nốt thì có thể ít để lại sẹo hơn và nếu có để lại sẹo thì nhỏ hơn so với bệnh đậu mùa khỉ. Thật ra thì đa phần cái trường hợp bệnh nhân bị đậu mùa khỉ thì triệu chứng thường nhẹ, diễn tiến bệnh thì kéo dài khoảng từ 2 đến 4 tuần. Do đó thì cái triệu chứng bệnh nhân nhẹ nên những cái phương pháp điều trị hiện nay cũng chỉ là điều trị triệu chứng, ví dụ như là sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt, điều trị cái tổn thương da, mắt, miệng, bồi phụ điện giải cho bệnh nhân hoặc là tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Và trong quá trình mà điều trị bệnh thì chắc chắn là bác sĩ cũng sẽ chú ý những cái biến chứng nếu có của người bệnh. Vâng, đầu tiên chắc chắn là mình phải đọc tin tức để biết những thông tin cái vùng đang lưu hành dịch bệnh hoặc có những ca virus đậu mùa khỉ để chúng ta hạn chế. Tuy nhiên vì một lý do chúng ta phải di chuyển thì chúng ta cũng nên có những biện pháp bảo vệ, ví dụ như đeo khẩu trang, những bộ quần áo bảo hộ chẳng hạn. Chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với động vật cũng như là không có ăn những cái thịt sống, các cả các thực phẩm thì chúng ta đều phải nấu chín. Đồng thời thì mọi người lưu ý nếu mà mình có bất kỳ cái triệu chứng nào nghi ngờ, ví dụ như là sốt cao nè, ớn lạnh nè, đau họng nè, đau lưng nè, phát ban nè, hoặc là nổi sưng hạch thì ngay lập tức phải liên lạc với cơ sở y tế địa phương để có thể được xét nghiệm và điều trị cách ly kịp thời.